Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Năng lượng cho phát triển đất nước. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ giá bán điện cho người nghèo và thông tin năng lượng trong nước. Nhà hộp mini tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Thông tin năng lượng quốc tế. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 269 QĐTTG phê duyệt giá bán điện bình quân 1.242 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2011. Biểu giá bán lẻ được phê duyệt với nguyên tắc, biểu giá điện bậc thang cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 7 bậc, với bậc thang đầu tiên từ 0 đến 50 kWh, có giá ở mức tương đương giá thành điện bình quân. Giá điện cho bậc thang thứ hai từ 0 đến 100 kWh, ở mức giá bán điện bình quân được duyệt. Giá điện cho các bậc thang tiếp theo tăng dần. Để giảm ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện tới đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ thuộc diện nghèo, theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định thì sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng một hộ một tháng cho 50 kWh điện một tháng. Khung giá cho điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn miền núi hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn là 1,5 lần giá bán điện bình quân năm, giá trần bằng 2,5 lần giá bán điện bình quân năm. là quốc gia có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo từ sức gió khá lớn, tại hải đảo là 860 đến 1410 kWh một mét vuông một năm, khu vực duyên hải là 800 đến 1000 kWh một mét vuông một năm. Việt Nam được coi là khu vực chiến lược của thị trường Đông Nam Á, cùng với các dự án điện gió ở Bình Thuận và nhà máy sản xuất tua bin tạo năng lượng gió tại Hải Phòng thì dự án điện gió mới được khởi công tại đảo Phú Quý cho thấy việc đầu tư vào thị trường sản xuất năng lượng gió của Việt Nam trong những năm tới là rất khả quan. Bên cạnh đó, một số công ty nước ngoài sẽ tham gia vào việc đào tạo nguồn lực cho ngành năng lượng tái tạo nhiều tiềm năng này. Kính thưa quý vị, ngôi nhà di động mini thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng là phát minh của kiến trúc sư Israel nhằm giải bài toán thiếu diện tích đất ở trong các thành phố lớn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tiết kiệm năng lượng. Như vậy, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường cũng đã trở thành tiêu chí chung cho nhiều sáng kiến khoa học và cả những công trình kiến trúc hoàn tất những công đoạn cuối cùng, kiến trúc sư người Israel Hagai Naga đã cho ra mắt ngôi nhà di động mini với diện tích chỉ 4 mét vuông. Ý tưởng thiết kế ngôi nhà này bắt đầu từ khi kiến trúc sư Naga nhận ra rằng bất cứ một ngôi nhà nào cũng vậy và một thời gian nhất định thì chỉ một phần nhỏ của tòa nhà thực sự được sử dụng. Do vậy với công trình sử dụng không gian ít hơn này thì chất liệu sử dụng cũng ít hơn nên thân thiện với môi trường. Ngôi nhà này gọi là Chu 200, một ngôi nhà chỉ 4 mét vuông. Chúng tôi đang cố gắng làm một ngôi nhà thật nhỏ nhưng vẫn có tất cả các chức năng giống như một ngôi nhà lớn với việc luân chuyển công năng cho diện tích của ngôi nhà. Những ngôi nhà này được làm bằng kim loại, nặng khoảng 700 kg, mái nhà sử dụng tấm pin mặt trời để cung cấp điện và nước nóng. Như vậy, có thể giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình sử dụng. Theo ông Naga, ý tưởng là tính linh hoạt, có thể sử dụng những ngôi nhà kiểu này cho các trường quay ngoài trời hay có thể làm nhà nghỉ cho khách du lịch ngay trên bãi biển. Ngôi nhà này còn có tính năng tiết kiệm năng lượng với thiết kế sử dụng thiết bị bằng năng lượng mặt trời, giúp giảm chi phí sử dụng điện hàng tháng. Đây mới chỉ là mẫu thử nghiệm, nhưng một số doanh nghiệp đã tỏ ra rất quan tâm đến công trình thiết kế này. Hiện Naga vẫn chưa bắt đầu sản xuất chính thức ngôi nhà hộp mini, song ông dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt với công nghệ thấp để được giá rẻ và trang trí bên ngoài với kỹ thuật cao cho từng khách cụ thể. Tiếp theo xin chuyển đến quý vị một thông tin năng lượng quốc tế khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Các nhà khoa học Đài Loan đã phát minh ra một phương pháp biến lá cây thành những diốt quang sinh học, phát ra ánh sáng xanh rực rỡ vừa có thể chiếu sáng vừa giúp thanh lọc bầu khí quyển, khử chất độc hại do ô tô thải ra và đồng hóa khí carbonic, làm cho không khí trong lành hơn. Các nhà khoa học này đã ghép những hạt vàng nano kích thước không quá 5 nanomet vào lá cây lệ nhi, một cây thủy sinh lâu năm sống ở vùng đầm lầy ven biển. Những chiếc lá bắt đầu phát sáng màu đỏ cường độ khá mạnh. Các phần tử nano vàng khiến cây có khả năng quang hợp và tạo ra oxy vào ban đêm, chỉ có một chút mini gram ion vàng có thể tạo ra hàng tỷ phần tử nano vàng và một gram vàng đủ để thắp sáng một nghìn cây đèn tại các ngôi nhà. Các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu nhiều hơn để có thể dùng những cây phát sáng này thay đèn đường. Chương trình năng lượng cho phát triển đất nước của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 17 giờ thứ hai trên sóng VTV3 và 3 giờ trên VTV4 của Đài truyền Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.